Kính chào và cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đang dành thời gian theo dõi video này. Đây là ngôi nhà nằm trên mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này. Mảnh vườn của chúng ta thì bám được hơn 40 mét mặt tiền đường đất này nha mọi người. Đường này là đường đi chung của làng của xóm, đường liên thông. Từ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi ra tới đường nhựa lên xã thì cô chú anh chị và bạn chúng ta mất khoảng là 100 mét. Còn khoảng cách từ đây cô chú anh chị và các bạn chúng ta đi về đường quốc lộ 14A trung tâm trường chợ thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta mất khoảng là 1 cây số. Ở khu vực này thì rất là nhiều nhà đẹp, và sắp tới đây thì con đường này chắc chắn là sẽ được các hộ dân ở đây người ta đóng tiền, người ta đổ bê tông. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một mảnh vườn nho nhỏ có sẵn nhà ở, nhà đẹp, thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta đừng bỏ qua mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này. Bởi vì mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để cô chú anh chị và các bạn chúng ta về đây chúng ta an cư lạc nghiệp. Và trên hết, cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang đi tìm mua cho mình một mảnh vườn đã có sẵn nhà ở. Tức là một mảnh vườn mà bây giờ cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ việc dọn đồ vào, chúng ta ở và chúng ta tân gia nữa thôi. Thì chắc chắn rồi, đây sẽ là một trong những mảnh vườn rất là phù hợp để cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm. Thì mảnh vườn mà mình giới thiệu ở trong video này tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, có cách đi tới trung tâm trường chợ đường quốc lộ 14A thì mình có nói ở trên chúng ta mất khoảng là 1 cây số. Và trong 1 cây số này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta chỉ phải di chuyển khoảng 100 mét đường đất nữa thôi. Tuyến đường còn lại thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta di chuyển hoàn toàn là đường nhựa liên xã. Đây là tổng cảnh quan ngôi nhà của chúng ta nha mọi người, hình thức là nhà mái Thái. Sân của chúng ta là sân bê tông, sân cực kỳ rộng. Tổng diện tích của chúng ta là 3 sào 3.000 mét vuông. Ngoài nhà cửa sân sướng thì ở phía dưới chúng ta còn có cây vườn. Vườn này thì bác chủ nhà trồng hoàn toàn là cây công nghiệp và cây ăn trái. Cây công nghiệp thì chúng ta có hồ tiêu, cà phê, còn cây ăn trái thì chúng ta có mắc ca và bơ. Nhìn chung với ngôi nhà này thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta bây giờ chúng ta chỉ việc dọn đồ vào và chúng ta ở nữa thôi. Bởi vì nhà cửa của chúng ta tươm tất hết rồi. Nhà rất là rộng, rơi vào khoảng là 170 mét vuông. Trước nhà thì chúng ta có sân. Và đứng ở khu vực này thì cô chú anh chị và bạn chúng ta có thể quan sát được toàn bộ trung tâm của xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trung tâm trường chợ nha mọi người. Nếu như chúng ta đứng ở góc sân phía kia thì cô chú anh chị và bạn chúng ta quan sát được toàn bộ luôn. Tức là một cái view cực kỳ thoáng. Và trước khi tiến sâu vào trong ngôi nhà, tức là đi quay ở phía trong phòng và khu vực nội thất ở phía trong, thì mình xin được báo giá luôn để cô chú, anh chị và các bạn, những người có tầm tài chính phù hợp mà quan tâm tới mảnh vườn cũng như là ngôi nhà này, thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta sẽ theo dõi tiếp và ủng hộ video. Vâng, thưa cô chú, anh chị và các bạn, với tổng diện tích đất đang sử dụng là 3 sào, đất của chúng ta pháp lý rõ ràng. Trên mảnh vườn thì đã có sẵn một ngôi nhà mà hình thức thì cô chú, anh chị và các bạn chúng ta thấy rồi. Hình thức là nhà mái Thái. Đất của chúng ta tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Hiện trạng đường của chúng ta là đường đất và đất của chúng ta bám được khoảng 40 mét mặt tiền đường đất liên thông, đường đi chung của làng của xóm. Có cách từ đây đi ra tới trung tâm trường chợ thì chúng ta mất 1 cây số. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1 tỷ 550 triệu, chỉ bớt lập nữa thôi nha mọi người. Cô chú chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này vui lòng theo dõi hết video, bởi vì ở trong video này mình quay rất là chi tiết, quay tường tận để cô chú anh chị và bạn chúng ta nắm được tổng cảnh quan của ngôi nhà cũng như là tổng cảnh quan của toàn thể mảnh vườn. Cô chú anh chị và bạn chúng ta xem đến đây cũng đừng quên nhấn vào nút like, đăng ký và quả chuông để ủng hộ mình. Thao tác này thì mất của cô chú anh chị và bạn chúng ta chỉ 1 đến 2 giây, nhưng nhờ có thao tác này cô chú anh chị và các bạn mới không bỏ lỡ bất kỳ một video nào từ kênh của mình. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và như cô chú anh chị và bạn chúng ta thấy được ở phía ngoài thì toàn bộ tường mặt tiền của chúng ta đều được bác chủ nhà dán gạch hoa. Ở trong nhà thì gạch hoa của chúng ta cao 1,5 mét. Nước sơn còn mới tinh, còn thơm mùi sơn như mọi người. Tổng phòng ngủ của chúng ta là 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu vực bếp, khu vực ăn uống và khu vực phía trong. Trong cùng là khu vực kho và nhà vệ sinh. Và tiếp giáp với khu vực này thì chúng ta còn một cái phòng nữa để cô chú, anh chị và các bạn chúng ta ăn uống nhậu nhẹt nha mọi người. Cái phòng đấy thì khá là rộng. Toàn bộ trần của chúng ta đều là trần thạch cao, trần 3 cấp. Nhìn chung với ngôi nhà này thì về cơ bản chúng ta có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu vực bếp, khu vực nhà vệ sinh ở phía trong và một cái phòng để tiếp khách ở bên cạnh nữa. Nhà kho chúng ta cũng có. Về nguồn nước thì với ngôi nhà này bác chủ nhà dùng giếng khoan nha mọi người, giếng khoan để phục vụ sinh hoạt và phục vụ tưới tắm cho cây trồng ở phía sau.
Nhìn chung với ngôi nhà này thì khi cô chú chị và bạn chúng ta bước vào, chúng ta ngồi trong nhà thì chúng ta có một cái cảm giác rất là thoáng mát ở phía trong, bởi vì toàn bộ hệ thống cửa của chúng ta đều là cửa kính cường lực. Nhờ thế không gian bên trong nhà của chúng ta thì ngập tràn ánh sáng. Nhà của chúng ta quay về hướng Tây Nam nha mọi người. Đây, phía bên này thì chúng ta có một cái phòng. Phòng này thì hiện trạng ấy là phòng trống nha mọi người. Bác chủ nhà không dùng tới. Tuy nhiên những cái phòng này là bác chủ nhà xây để phòng khi khách khứa tới là ở bên này luôn. Và cũng cái phòng này thì cô chú anh chị và bạn chúng ta có thể ăn uống nhậu nhẹt ở đây. Bây giờ thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn ngắm lại không gian bên trong của ngôi nhà một lần nữa. Tiếp tới thì mình sẽ gửi tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về cây trồng. Đây là toàn bộ cây trồng của chúng ta nha mọi người. Trên mảnh vườn của chúng ta thì có maca, có hồ tiêu, có cà phê, có bơ và một số loại cây ăn trái nữa. Phía bên kia của chúng ta là trung tâm trường chợ của xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Toàn bộ cây trồng của chúng ta đều là cây trồng tơ. Tiêu tơ, cà tơ, cà của chúng ta bắt đầu thu bó nha mọi người. Còn tiêu của chúng ta thì như cô chú chị và bạn chúng ta quan sát thấy hoàn toàn là tiêu tơ, tiêu mới bắt đầu bò. Bò được nương chừng khoảng mét rồi. Tổng diện tích của chúng ta là 3 sào 3.000 m² và trừ nhà cửa sân sướng đi thì cái diện tích đất canh tác cây công nghiệp của chúng ta thì rơi vào khoảng là 2 sào nữa thôi. Và chất đất của chúng ta thì hoàn toàn là đất đỏ ba gian, chúng ta tưới bằng giếng khoan. Thì cây trồng trên mảnh vườn này đã hội tụ đầy đủ rồi nha mọi người, bao gồm có cả cây công nghiệp dài ngày và cây ăn trái. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua về đây thì cô chú anh chị và các bạn chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể trồng thêm một số cây khác mà cô chú anh chị và các bạn chúng ta ưa thích vào. Tới đây thì mình sẽ nhắc lại thông tin của thửa đất một lần nữa để cô chú anh chị và các bạn chúng ta nắm được tường tận. Tổng diện tích của chúng ta là 3 sào 3.000 m², sổ sách pháp lý đầy đủ. Đất của chúng ta tọa lạc tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trên mảnh vườn này bác chủ nhà đã xây dựng sẵn cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta một ngôi nhà rất là đẹp. Và cây trồng trên mảnh vườn này bác chủ nhà cũng đã phủ kín rồi. Mảnh vườn này thì bác chủ nhà đây đang đưa ra mức giá bán là 1.550.000.000, chỉ bớt lọc nhẹ nó thôi. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới mảnh vườn này, vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại mình đang để ở giữa màn hình. Tới đây thì thời lượng của video này cũng hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn các bạn chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.